Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, ở miền Bắc hôm nay tiếp tục là một ngày nắng mạnh với mức nhiệt cao tại hầu khắp các khu vực. Trong đó, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ cũng như là tỉnh Hòa Bình có nắng nóng trên diện rộng, thậm chí một số nơi đạt ngưỡng nóng gắt với nhiệt độ cao từ 38 độ trở lên. Còn ở phía Tây cũng có nắng nóng nhưng không đều. Riêng tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, phần phía Tây của tỉnh Sơn La không xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở đây phổ biến từ 32 đến 34 độ. Do hiệu ứng gió phơn nên ở miền Trung, nắng nóng trên diện rộng vẫn đang kéo dài. Trong ngày hôm nay, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Ninh Thuận vẫn xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng với ngưỡng nhiệt cao từ 36 đến 38 độ. Có những điểm nắng nóng đặc biệt gay gắt và nhiệt độ lên tới 39-40 độ. Hôm nay vẫn sẽ là một ngày mưa nhiều ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Dự báo khoảng thời gian từ nay đến 11-12 giờ trưa, mưa mới chỉ xuất hiện ở khu vực phía Tây Nam Bộ. Nhưng sau 13 giờ, mưa sẽ lan nhanh tới hầu khắp Nam Bộ cũng như là khu vực Tây Nguyên. Trong đó, tại các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước và Đồng Nai sẽ là những nơi được cảnh báo sẽ có mưa vừa, mưa to. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ duy trì trong khoảng từ 28 đến 31 độ, còn ở Nam Bộ ngưỡng nhiệt là từ 31 đến 33 độ. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh từ nay đến ngày 7 tháng 8, ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.